Xin chào Mạnh Thịnh Quân. Hôm nay em có quay lại căn nhà của chị Linh, có gửi em có lên đây gửi cho cô chú 10 ký gạo và có anh ở Canada đó, gửi cho em một ít tiền gửi đến cho chú. Hôm nay cũng dịp gửi cho chú 10 ký gạo và gửi tiền cho cô chú để xây sở cuộc sống gia đình. Rồi em mời anh chị và cô chú vô tham quan của căn nhà của nhà chị Linh ha. À, xin mời anh chị. À, mình đi anh chị. Chào chú. Hôm nay con lên gửi cô chú ít gạo cô. Dạ. À, hôm nay con có dịp với có anh ở bên Canada có gửi cho cô chú ít tiền. Đó là 100 đô, đó, con có quy tiền Việt đó là khoảng 1.800.000 đó, gửi đến cô chú lo cho mấy đứa nhỏ và con với chị Linh ha, ba đứa ha cô, bạn này 4 tuổi ha, này đứa này này tới 8 tuổi, đây là 14 tuổi. À, mấy ngày trước thì em cũng có lên thăm cô chú, có thăm nhà của chị Linh rồi. Hôm nay thì em có quay cái clip bên YouTube Bất Sản Đất Việt á, thì có Mạnh Quân có xin số điện thoại của chú, em cũng cho số điện thoại chú thì có thể vài bữa nữa thì có Mạnh Quân lên giúp đỡ của gia đình của chị Linh. Thì và có các anh bên Canada gửi tiền về đó, thì nay con gửi đến cho cô chú ha, cái tiền ha. À, cô quay gần lại em. Đây. Cái này là anh Hoàng Lê Vũ ở bên Canada rồi có gửi về cho cô với chú 100 đô lo cho ba đứa nhỏ. Đó, thì quy ra khoảng 1.800.000. Đó, cô coi coi thấy không? Đủ không? Dạ. Dạ. Dạ đủ hả cô? Dạ. Quay gần đây. Đây là cái đơn của cho cô chú lo cho ba đứa nhỏ thì là 100 đô ở Canada, nó quy ra là 1.800.000. Đó. Nhân viên có gửi, đây là Mai Quốc Vũ, là nhân viên giao tiền. Đó. Đang quay đến gửi cho anh chị cô chú mình biết ha. À. Đây rộng ra. Quay rộng ra đi. Cô, con nhắn lại cái bên chú đó đó. Dạ. Cô nhà gia đình cô. Chú. Dạ. À, chú là Nguyễn Út không? Dạ. Là con đưa số điện thoại cho có chú lên để Mạnh Quân và cộng đồng mạng đó biết để có giúp đỡ cô chú ha và lo mấy đứa nhỏ. À, gia đình cô chị Linh khó khăn anh chị. Thì, cô chú có muốn lời nào nói cộng đồng mạng và Mạnh Quân không? Có lời nào nói? Trước hết tôi thay mặt gia đình cảm ơn chú mấy người Mạnh Thường Quân á, giúp đỡ cho gia đình tôi thì tôi không biết nói gì hơn. Tôi chân thành cảm ơn mấy chú. Khổ dữ lắm. Hàng Lê Vũ á, có gửi cho cô á, thì có lời nào cô chú nhắn lại với cái anh bên Canada không? Dạ. Cô, gia đình cô á có rất cảm ơn cho cái cho chú bên Canada này con nhắn lại. Dạ thì gì đó. Dạ. À, gia đình rất là cảm ơn nhiều. Dạ. À, chân thật cảm ơn. Dạ. Thì anh Vũ thì có tấm lòng ít nhưng mà có lòng tấm lòng thì nhiều nha cô chú. Đúng rồi. Dạ. À, dạ. Cô biết quý. À, nhiều cũng quý á con. Dạ. Lúc gia đình cô khổ á. Đó là cảm ơn chùm nha con. Dạ. Rồi đến đây em xin chào anh chị và cô chú ha. Thì hay cũng kính chúc Mạnh Quân và cộng đồng mạng và được nhiều sức khỏe, bình an ha. Và cũng mong giúp đỡ gia đình của chị Linh, cô chú ở đây. Cũng tại vì cô ở đây thì
bị cái chân á, khớp chân á thì đi không có được nha. Đó, bị mổ á, còn chú á thì cái này ấy ống gì chú? Ống nước tiểu. À ống tiểu hả? Ừ, dạ. Ống thông tiểu á. Mổ. À, mổ bị gì chú? Bị mà viêm đường tiểu. À viêm đường tiểu hả? Mổ mà để ống ngoài á. À viêm tiểu. Ống ngoài. Dạ. Cái này là mình đi tháng mà đi lần hay sao chú? Tháng đi 2 lần, 3 lần. À. Chứ nó nghẹt, nó vô nè. Nghẹt tống. Rồi. Nghẹt hoài. Dạ. Rồi một lần nữa cũng cảm ơn anh Lê Hằng Vũ đã có ít tiền gửi đến cô chú và gia đình. Chân thành cảm ơn gia đình và anh Vũ rất nhiều. Chân thành cảm ơn. Nhà tình nghĩa ha. Đây là cái căn bếp nấu ăn của nhà chị Linh. Nhà chị Linh mất rồi còn có cô chú ở nhà thôi. Lo cho ba đứa nhỏ anh chị.